Neil Anthony Clark bị tố quấy rối 27 phụ nữ, sự nghiệp tuột dốc không phanh. Neil Anthony Clark sinh năm 1975 là diễn viên, nhà biên kịch, đạo diễn, kiêm tác giả truyện tranh người Anh. Nổi lên nhờ vào vai Mickey Smith trong Doctor Who, anh tiếp tục gặt hái thành công với nhân vật Sam ở các phim Kid Doctor, Otterhood và Brotherhood. Thế nhưng, ngôi sao hiện đang phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ dư luận. Sự nghiệp của anh trên đà tuột dốc trước cáo buộc quấy rối tình dục 27 phụ nữ. 3 tuần sau khi giành tượng vàng ngôi sao có nhiều cống hiến cho điện ảnh Anh Quốc do PAFTA trao tặng, Noel Clark chính thức bị Viện Hàn Lâm xứ sở sương mù tước danh hiệu cũng bởi bê bối trên. Ngày 29 tháng 4, tờ Guardian công bố bài điều tra kẻ săn mồi tình dục Noel Clark bị 20 người phụ nữ tố cáo hành vi mò mẫm, quấy rối và bắt nạt. 20 phụ nữ từng làm việc với nam diễn viên trong môi trường chuyên nghiệp, tất cả đều cáo buộc anh có hành vi sai trái. Trong khi đó, nguồn tin The Sun khẳng định có đến 27 phụ nữ là nạn nhân của Clark. Họ tiết lộ mình bị quấy rối tình dục, bắt nạt, sơ soạn và bình luận khiếm nhã về cơ thể trên phim trường trong khoảng thời gian từ năm 2004 tới 2019. Tài tử còn bị tố ghi lại và chia sẻ hình ảnh, video khiêu dâm khi chưa có sự đồng thuận. Nhà sản xuất phim Gina Powell, người từng làm việc với Clark từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 3 năm 2017, đã xác nhận toàn bộ đều là sự thật. Trong hồ sơ gửi cảnh sát, Gina Powell khai Clark đã cho cô xem đoạn phim ở buổi casting khóa thân của Johanna James, nữ chính trong phim Brotherhood. Ngay khi chi tiết này được công bố, nạn nhân James đã lên tiếng. Johanna James viết trên Twitter, Noel đã quay lén tôi, đó là hành vi xấu xa. Tôi từng đến cảnh sát trình báo vụ việc này, nhưng họ bảo chẳng thấy làm gì, trừ phi tôi bị anh ta dùng cúng bằng đe dọa. Khi được The Guardian liên lạc, James kể lại rằng, đến tận bây giờ, cô vẫn khóc khi nhớ lại vụ việc khủng khiếp đó. Cô hy vọng tài tử nước Anh sớm bị pháp luật trừng trị. Cáo buộc nhấn mạnh, Clark không ngừng săn đuổi phụ nữ trong thời điểm anh đảm nhận vai trò đạo diễn phim kinh dị 4321 năm 2010. Điều đáng nói, lúc đó anh đã kết hôn. Lực lượng chức năng tuyên bố công tác điều tra đang được tiến hành. Một sĩ quan cảnh sát phát biểu trên The Sun. Chúng tôi kêu gọi những ai được cho là nạn nhân trong vụ tấn công tình dục hay báo cáo để cơ quan điều tra có thêm bằng chứng và đánh giá vụ án. Autry Media, chủ quản công ty sản xuất phim và truyền hình A Stop Paper của Clark, cũng mở cuộc điều tra riêng về tài tử. Thời gian qua, trên Twitter bắt đầu xuất hiện hashtag Noel Clark được đính dưới các bài viết bày tỏ nỗi bức xúc về nam diễn viên. Thậm chí, có người kêu gọi hãy tẩy chay Clark dù chưa có phán quyết chính thức từ tòa án. Một ngày sau bài điều tra gây xôn xao dư luận của The Guardian, Clark đã lên tiếng. Anh kịch liệt phủ nhận những lá đơn chống lại mình khi phản pháo rằng, trong 20 năm sự nghiệp, tôi luôn đặt tính đa dạng và minh bạch của công việc lên hàng đầu. Chưa có một lời phàn nàn nào chống lại tôi. Ngôi sao Doctor Who bác bỏ đơn tố cáo của 27 phụ nữ. Tuy nhiên, nam diễn viên nói thêm rằng nếu ai từng làm việc với anh cảm thấy khó chịu hoặc không được tôn trọng thì anh thành thật xin lỗi. Lời giải thích của Clark đã không giúp tình hình khả quan hơn, thậm chí mọi chuyện càng ngày càng tệ đi. Chia sẻ trên Daily Mail, Gemma Clark, mẹ của tài tử, cho biết bà vẫn tin tưởng và tự hào về con trai. Song, bà không biết con mình hiện ở đâu. Tôi chưa thể liên lạc với Noel vì thằng bé đã tắt điện thoại, nhưng tôi đã nói chuyện với vợ con nó. Tôi sẽ không kể phản ứng của vợ Noel thế nào, tôi chỉ có thể cho biết rằng cháu nội của tôi vẫn đi học bình thường. Theo báo cáo mới nhất, công ty sản xuất A Stop Paper của tài tử đang đối diện với khoản lỗ 1,5 triệu bảng Anh, tương đương hơn 2 triệu USD. Nhiều cổ đông đã quyết định rút vốn khỏi công ty sau bê bối của nam diễn viên. Số liệu cho thấy A Stop Paper thực tế đã tụt dốc từ vài năm qua. Năm 2019 và năm 2020, công ty không thu lợi nhuận mà còn chịu khoản lỗ 500.000 USD mỗi năm. The Celebrity Network thống kê diễn viên nước Anh đang nắm khoảng 3,8 triệu USD. Tài tử sẽ phải trích một phần trong khối tài sản để bù vào khoản nợ mà công ty đang gánh vác. Video cuối cùng của tài tử trên nền tảng là lời cảm ơn những người đã ủng hộ anh những giai đoạn khó khăn. Anh nói trong clip, hy vọng sẽ sớm có thông điệp mới dành cho các bạn. Tuy nhiên, đoạn video sau đó đã bị xóa khỏi trang web. Cùng thời điểm, The Tree for Christy Networks, TCN, nền tảng mạng thúc đẩy sự đa dạng trong ngành công nghiệp truyền hình và điện ảnh, cũng tuyên bố hủy bỏ vai trò bảo trợ của Clark. Một bài báo khác đăng trên The Sun cũng cung cấp thêm thông tin. Hai đài truyền hình đã hủy show mà Noel Clark góp mặt và PAFTA cũng đã tuyên bố quay lưng với trường hợp của anh. Trang báo cho rằng 27 phụ nữ đã khiến nam diễn viên khó còn đường lui.